Sự kiện được đón chờ nhất trong năm chỉ có tại duy nhất High End Official. Chương trình Grand Opening, khai trương cửa hàng 105 Đông Tác Đống Đa là một sự kiện quan trọng nhất trong chiến dịch quảng bá mở bán chính thức gần 30.000 sản phẩm thu đông các loại với mức giá tốt nhất cùng quy mô lớn nhất không thể bỏ qua. Lần đầu tiên một sự kiện khai trương đặc biệt được tổ chức từ 18 tháng 10 đến 22 tháng 10 tại cả 3 địa điểm mới nhất thuộc quận Đống Đa trong hệ thống High End Official. High End Official 105 Đông Tác Đống Đa, địa điểm chính thức, điểm nhận voucher. High End Official số 2 Tôn Thất Tùng Đống Đa, địa điểm áp dụng thứ 2. High End Official 376 Cẩm Thiên Đống Đa, địa điểm áp dụng thứ 3. Với sức chứa lên tới hàng nghìn khách hàng trong cùng một lúc tại cả 3 địa điểm trên, hệ thống High End Official sẽ dành tặng tất cả các khách hàng đến sớm nhất hàng nghìn voucher quà tặng và voucher mua hàng trị giá lên tới hơn 200 triệu đồng cho những khách hàng đến đầu tiên, bắt đầu từ 9 giờ sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 tại 105 Đông Tác Đống Đa. 200 khách hàng thanh toán đầu tiên sẽ nhận được ngay một chiếc nhẫn và một voucher mua hàng trị giá 100.000 cho lần tiếp theo. Voucher có thể sử dụng luôn. Tất cả các khách hàng xếp hàng còn lại sẽ nhận được một voucher tặng kính và nhẫn tự chọn bất kỳ. Trong 5 tiếng khai trương mở bán ngày đầu tiên, sẽ có tới hơn 10.000 sản phẩm quần áo phụ kiện đồng giá từ 9K, 19K, 29K và sale off lên tới 90%, 80%, 70% cho tất cả các sản phẩm. Với số lượng voucher, quà tặng và chương trình khuyến mại dành riêng cho những khách hàng tới shop trong 5 ngày khai trương hệ thống High End Official, hy vọng sẽ mang tới cho khách hàng những ngày khai trương săn sale nhiều niềm vui và nhiều ý nghĩa để đón một mùa thu đông thật đẹp. Cuối cùng, High End Official cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ. Và đừng quên, 9 giờ sáng thứ tư ngày 18 tháng 10 tại 105 Đông Tác Đống Đa để nhận voucher cực lớn khách hàng nhé.